Theo chân Mộc Daily, đu đêm Mộc Châu nào. Lượn lờ trên đường phố Mộc Châu để cảm nhận cái xe xe lạnh và thẳng tiến tới phố đi bộ Mộc Châu. Phố đi bộ Mộc Châu thường đông vào ngày lễ và cuối tuần. Mình đang đi là trên con phố ẩm thực Hàn và Nhật. Mỗi một cửa hàng, một góc nhỏ cũng đủ để bạn có những bức ảnh selfie đẹp lung linh. Khu vực này là nơi trưng bày các cửa hàng bán đồ lưu niệm và đặc sản Mộc Châu như hoa quả tươi theo mùa, bánh sắn, thịt gác bếp, mận sấy, măng, miến, gia vị. Quảng trường phố đi bộ là nơi diễn ra các chương trình giao lưu văn nghệ. Vào tối thứ Bảy, Chủ nhật sẽ có đốt lửa để mọi người tham gia các điệu múa cộng đồng. Một trong những địa điểm mà bạn không nên bỏ lỡ khi tới phố đi bộ Mộc Châu đó chính là Bảo tàng Văn hóa Tây Bắc, nơi trưng bày các vật dụng về đời sống, văn hóa chủ yếu của đồng bào Thái tại Mộc Châu. Ghé qua nơi đây, bạn đừng quên gặp các chị hướng dẫn viên để hiểu hơn về đời sống, tập tục văn hóa của người Thái nhé! Bếp bên này thì được gọi là khay luống, trên bếp sẽ có ba hòn đá gọi là hòn sọc, nó thể hiện sự tương thương gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, được gọi là hòn bố, hòn mẹ và hòn con. Nó còn tượng trưng cho ba vị thần thương cho những việc tiếp bước của người Thái sẽ đi những việc cháy lan ra ngoài bên ngoài nhà sàn, và bên cạnh sẽ là những đồ dùng hàng ngày trong đời sống sinh hoạt của dân tộc Thái. Và nơi quan trọng ở gia đình của dân tộc Thái sẽ không thể thiếu là các bếp chính là nơi để dự trữ lương thực thực phẩm như là ngô, kê hoặc có thể là thố, là nơi để sấy hong khô quả thịt, và khi họ săn bắt được con thú lớn họ sẽ mang về và treo dưới các bếp như thế này. Và trên các bếp được sinh ra đời các bếp của người Thái thì được đem về bước với các loại bất thèm ăn cổ, và những bát nước sẽ được treo dưới bếp và hàng ngày phun khói lên sẽ tạo ra một món thịt đặc sản của Tây Bắc cho đến ngày. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau của Mộc Daily nha.